Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang về xây dựng cơ chế chính sách đặc thù phát triển huyện Hòa Vang. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho huyện Hòa Vang phát triển, bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang đề xuất Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành 8 cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khai thác du lịch dịch vụ trên đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. Nghị quyết về nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành phố phân cấp cho Hòa Vang giai đoạn 2022-2025. Nghị quyết về thu chi ngân sách cho huyện Hòa Vang thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025. Nghị quyết về ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022. Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025, xây dựng lộ trình miễn học phí đối với các cấp học, trước mắt thực hiện miễn học phí đối với hai xã Hòa Bắc và Hòa Phú. Cơ chế chính sách hỗ trợ triển khai thực hiện các thủ tục hợp tác và đưa lao động Hòa Vang sang Hàn Quốc và các nước khác. Cơ chế chính sách tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện phát triển toàn diện, ổn định kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, hòa nhập phát triển cùng địa phương.